Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di Động Triệu Phú TV. Kênh bên em để chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thì là trong cái buổi tối phiên live của nhà mình ngày hôm nay, thì bên em lại về list mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ, thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Di Động Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và hình thức mua hàng bên mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số hotline là 0966 221 789 và 0833 221 789. Hai số này bên em đều dùng Zalo hết các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 này phố Ba Thá, Vinh Đàn, Hà Nội. Bạn nào gần thì là search Google Maps qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu cho đối bán. Còn ở xa thì các bạn không qua cửa hàng bên em được thì bên em có ship cô ba miền các bạn nhé. Và hình thức coi như là ship cô ba miền ấy, thì là khi hàng tới tay các bạn ấy thì các bạn được kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bạn phải thanh toán tiền nên bạn yên tâm bạn nhé. Và sản phẩm coi như là mua hàng ship cô ấy, thì các bạn hoan hỉ cọc trước em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm bạn nhé. Và sản phẩm bên em bán ra thì bên mình sẽ bao test bạn toàn máy 10 ngày và bảo hành phần cứng lên tới tận là 6 tháng nên là các bạn yên tâm bạn nhé. Đối với những sản phẩm mà máy mới mà nguyên hộp phụ kiện như thế này thì bên em sẽ bảo hành cho bạn lên tới tận là 1 năm này và lỗi đổi mới trong vòng coi như là 1 tháng đầu tiên nên là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về là sản phẩm này là sản phẩm cũng như là iPhone 12 Pro Max các bạn nhé. Thì hôm nay bên em vừa mới thâu nóng con này của mình là thâu của ngày của sáng hôm nay xong bạn nhé. Một ngày hôm nay thì bên em thâu được 2 cây này, một cây 12 Pro Max này và một cây coi như là iPhone 11 Pro Max nhé. Giá tí nữa thì mình sẽ đọc cho bạn, coi như là các bạn xuống tiền là các bạn mua luôn các bạn nhé. Con iPhone 12 Pro Max này của nhà mình thì là về ngoại hình của nhà mình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Viền cái con này của mình thì là viền của nó thì hơi phẩy theo thời gian. Đấy, kiểu khách con này của nhà mình là khách không dùng ốp này. Viền của nó thì là hơi phẩy theo thời gian các bạn nhá. Thì là đây bên em sẽ quay kỹ cả hàng cho bạn về viền các bạn nhá. Mặt lưng thì là rất đẹp luôn. Và màn hình thì con này của mình thì màn hình của nó thì là khách kiểu là không dán cường lực này. Màn hình của nó thì là hơi xước răm theo thời gian các bạn nhá. Đấy, màn hình của nó thì hơi xước răm theo thời gian. Và tình trạng con iPhone 12 Pro Max này của nhà mình thì mình sẽ bao cho bạn là nguyên zin nguyên bản bạn nhá. Và còn nguyên áp suất luôn các bạn nhá. Đấy. Còn iPhone 12 Pro Max này thì mình là thâu lại của khách này thì mình cũng sẽ là mình đã kiểm tra cực kỳ là kỹ rồi. Mình sẽ bao bạn như là còn nguyên áp suất này. Đấy, thứ nhất là còn nguyên áp suất các bạn nhé. Và thứ hai coi như là còn nguyên zin nguyên bản này, chưa sửa chữa hay chưa thay thế gì các bạn nhé. Đấy, máy còn nguyên áp suất luôn. Về là các bạn chỉ yên tâm sử dụng bạn nhé. Đấy. Nói chung là mình bán con này ra ấy thì là mình sẽ cam kết cho bạn coi như là máy nguyên zin nguyên bản này. Đấy, các bạn mang đi cửa hàng khác hoặc cửa hàng gần nhà check choác thoải mái. Nếu mà không zin ấy thì bên em sẽ coi như là tặng hẳn bạn một con máy này luôn các bạn nhé. Đấy. Nếu mà không zin bên em sẽ tặng luôn cho bạn tiền con máy luôn. Nên là các bạn yên tâm mua sản phẩm bên em các bạn nhé. Đấy. Bên em đã bao như thế rồi thì các bạn cứ thế mà làm. Mang đi cửa hàng khác check test thoải mái. Không zin bên em tặng máy luôn các bạn nhé. Về tình trạng pin con này của mình thì là pin zin theo máy. Pin zin theo máy còn 80% các bạn nhé. Pin zin theo máy còn 80%. Con này của mình nói chung là pin zin theo máy còn 80% ấy thì là cái con 12 Pro Max này pin nó cực kỳ là trâu. Các bạn dùng được thêm coi như là 1 năm nữa thoải mái các bạn nhé. Pin riêng pin 80 các bạn dùng thêm 1 năm nữa các bạn mới phải đi thay pin các bạn nhé. Các bạn cứ để cái pin zin dùng rất là ngon các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock, không iCloud ẩn các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình thì là gì nhỉ? Tình trạng của nhà mình đây, cái con này của mình đây phiên bản là gì nhỉ, phiên bản LLA các bạn nhé. iPhone 12 Pro Max này phiên bản LLA này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB bạn nhé, bản là bản không giới hạn SIM bạn nhé. Hai email này, email 1, email 2 các bạn có thể dùng coi như là một SIM vật lý, một SIM eSIM cực kỳ là ngon các bạn nhé. Đấy, con này của nhà mình fake ID tất cả đầy đủ hết các bạn nhé. Bọn này của nhà mình thì là fake ID đủ hết các bạn nhé. Đấy, máy quá ngon luôn, fake ID này. Đấy, quá ngon luôn, fake ID đầy đủ của bạn nhé. Máy thì chu tông đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, chu tông đầy đủ hết. Nói chung là cái màn lô bây giờ thì cũng fix được chu tông các bạn nhé. Nên là cái phần đề chu tông này nó thật là chỉ một phần thôi. Nhưng mà bên em sẽ cam kết cho bạn coi như là máy zin 100% luôn, không zin bên em tặng máy các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cây sản phẩm của những iPhone 12 Pro Max này thì bên em sẽ thanh lý bạn giá có nhiều là bao nhiêu nhỉ? 10 triệu này. Đấy, 300k. Đấy. Nhân dịp coi như là gì nhỉ? Nhân dịp coi như là cuối năm bên em sẽ tri ân khách hàng coi như là từ 100k bên em sẽ giảm từ 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm bạn nhé. Đấy.
Riêng cái con 12 Pro Max này bên em sẽ bán với bạn giá coi như là 10 triệu này, 300k các bạn nhá. Giá quá rẻ luôn. Giá này thì nói thật với các bạn bằng mua giá con iPhone 11 Pro Max các bạn nhá. Các bạn mà đi ra cửa hàng gần nhà, shop lớn gần nhà, các bạn mua 11 Pro Max ấy, lúc nào phải có giá 10 triệu các bạn nhá. Đấy, các bạn tham thêm cho mình 300 nữa các bạn mua 12 Pro Max dùng phải ngon hơn rất nhiều không? Mà sang hơn các bạn nhá. 12 Pro Max nó đẳng cấp hơn coi như là 11 Pro Max rất là nhiều bạn nhá. Đấy. Đấy, 10 triệu 300k một con 12 Pro Max các bạn nhá. Các bạn nhá. Quá là ngon luôn. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này là sản phẩm của những iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Cái con iPhone 11 Pro Max là của mình thì là máy thì rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, máy thì còn rất là đẹp luôn. Đấy, về ngoại hình thì con này mình rất là đẹp các bạn nhé. Về tình trạng con này của mình thì là tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn. Con này của mình thì hôm nay mình vừa mới mua buổi tối ngày hôm nay xong ấy thì là con này của mình là mình mua của khách ấy thì là pin kém các bạn nhé. Mình mua của khách là máy thì là đã sử dụng pin là còn 74%. Ở đây thì mình chưa kịp thay pin thì là mai bạn nào chốt ấy thì bên mình sẽ thay pin mới 100% cho bạn. Về là các bạn yên tâm sử dụng bạn nhé. Đấy, mai bạn nào lấy ấy, thì bên em sẽ tặng thay pin mới 100% luôn cho bạn. Nên là các bạn yên tâm bạn nhé. Đây mình sẽ vào xem chi tiết bạn nhé. iPhone 11 Pro Max này phiên bản LLA này. Bộ nhớ trong sẽ là 64GB, bản không giới hạn SIM bạn nhé. Hỗ trợ 2 SIM máy sóng, 1 SIM eSIM và 1 SIM vật lý. Cái con này của mình là tình trạng của nó thì là màn hình thì là màn hình zin theo máy hết bạn nhá. Mình sẽ bao bạn như là nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ cam kết cho bạn là nguyên zin nguyên bản. Tình trạng màn hình con này của mình thì màn hình của nó thì bị chảy bực một tí thôi các bạn nhá. Đấy. Đấy. Màn hình của nó thì là khách kiểu đang ngủ ấy. Nhưng mà khách kiểu ngủ mà để tì ấy, nhiều khách kiểu mà ngủ xong lại lăn quay ra ngủ ấy, xong lại vứt cái máy ngay ở mình ấy, đấy bị tì các bạn nhá. Đấy. Tì vào đây nó sẽ chảy coi như là một đường mực nhỏ nhỏ các bạn nhá. Cái đường mực này mình sẽ bao bạn như là không loang không lủng thì các bạn nhé. Về là các bạn dùng yên tâm luôn. Đấy, giá thì bên mình sẽ thanh toán giá coi như bao nhiêu nhỉ? 6.900k các bạn nhé. iPhone 11 Pro Max này. Giá sẽ là 6.900k cho bạn nhé. Đấy, quá ngon luôn. iPhone 11 Pro Max này. Giá sẽ là 6.900k cho bạn nhé. Đấy, bạn nào quan tâm sản phẩm của những iPhone 11 Pro Max này thì các bạn thể liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về là sản phẩm này là sản phẩm như Galaxy S21 Ultra 5G các bạn nhá. Riêng với đợt sản phẩm của như Galaxy S21 Ultra 5G này thì bên em sẽ giảm trực tiếp là 300k. Đấy, giảm trực tiếp vào máy là 300k các bạn nhá. Nên là bạn yên tâm bạn nhá. Hôm nay bên em có hai màu, một là màu đen này và hai là màu đa sắc các bạn nhá. Đấy. Và cái ngoại hình con đa sắc của nhà mình thì máy thì rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, camera của nó thì lên tới tận là 100x, chụp ảnh thì siêu nét luôn các bạn nhá. Màn hình thì con này của mình thì màn hình đẹp. Đây, màn hình đẹp, cong tràn viền ra bên ngoài. 6.8 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng, màn hình của nó rất là sắc nét các bạn nhé. Cái con Galaxy S21 Ultra 5G này của mình thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới, chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM máy sóng, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 5000. Cấu hình sẽ là RAM của nó RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Tốc độ màn hình của nó thì lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Cái con này của nhà mình thì là bên mình đang bán ra với mức giá coi như là 8.600k. Nhưng với ngày hôm nay thì bên em sẽ chi ân khách hàng cho bạn với mức giá coi như bao nhiêu nhỉ? 8.300k cho bạn nhé. Đấy. Đây. Sẽ trừ, mình sẽ trừ voucher cho bạn coi như là 300k nhé. Còn 8.300k. Riêng đối với sản phẩm của nhà Galaxy S21 Ultra 5G màu đen mà 8.500k này thì bên em sẽ giảm 300.000 đồng. Đấy, 300.000 đồng một sản phẩm nhé. Đấy, giảm 300k này là còn 8 triệu này, 200k các bạn nhé. Đấy, đối với sản phẩm coi như là 8.500k bên em sẽ giảm trực tiếp vào máy luôn là 300k là còn 8.200k cho bạn nhé. Quá ngon luôn. Đấy, bên em chi ơn khách hàng, các bạn coi như là nhanh tay ủng hộ bên em một sản phẩm của bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm này là sản phẩm coi như là Galaxy S21 5G các bạn nhá. Một mẫu máy bên em bán cũng cực kỳ là chạy luôn. Cái con S21 5G này, con này của mình là cực kỳ là nhỏ gọn này. Màn hình của nó thì màn hình AMOLED 6.2 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng. Đấy, nếu mà bạn nào mà hay đi ra ngoài đường nhiều hoặc các bạn mà cần một con máy mà nhỏ gọn thì các bạn xúc cho mình con này, quá là ngon các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về sản phẩm coi như là Galaxy S21 5G này của mình. Thì ngoại hình thì máy còn đẹp, máy đẹp các bạn nhá. Đấy, màn hình trắng sáng đẹp. Cấu hình thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G này. Hỗ trợ 2 SIM máy sóng, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 4000. Cấu hình sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Cũng có tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz các bạn nhé.
pin của nó à đâu chip Snapdragon là 888 5G bạn nhá. Camera bọn này thì nói thật các bạn cực kỳ sắc nét luôn. Samsung thì chụp ảnh quá đẹp các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy S21 5G này thì bên em đang bán ra với mức giá có như là 5.500.000. Nhưng ở hiện tại hôm nay bên em sẽ giảm 300.000 đồng cho bạn với mức giá có như là 350.000 đồng. Sẽ là còn 5.200.000 một sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Galaxy S21 5G này. Bên em sẽ giảm 300.000 là còn sẽ là 5.200.000 cho bạn nhé. Quá hợp lý chưa ạ? Các bạn thấy hợp lý chưa ạ? Đấy, một con Galaxy S21 5G này quá là ngon mà còn 5.200.000. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình có một Galaxy S21 5G. Con này của mình thì là máy thì là chưa tới 5 triệu bạn nhé. Ngoại hình con này của mình thì ngoại hình thì máy còn là trên 90 một chút. Đấy. Còn mặt lưng của nó thì là hơi phẩy hơn những cái con như này các bạn nhé. Hôm nay bên em về một con này. Mặt lưng của nó thì là hơi phẩy những con như kia các bạn nhé. Đấy. Cái con như con này như em thì là bên em sẽ bán cho bạn giá có như là 4.900.000 các bạn nhé. Đấy. Cái con màu đen này. Đấy, mặt lưng của nó thì là hơi phẩy theo hơn hai con này các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình thì con này của nhà mình thì trên 90%. Nó không được đẹp cái bọn này các bạn nhé. Thì bên em sẽ bán giá có như là 4.900.000 cho bạn nhé. Đấy, 4.900.000 cho bạn nhé. Quá là ngon luôn. Đây, màn hình đẹp trắng sáng trong veo các bạn nhé. Đấy, màn hình đẹp trắng sáng trong veo. Đấy, Galaxy S21 5G bạn nhé. Phiên bản Mỹ hỗ trợ 2 SIM hết cho bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 4.900.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo, chỉ trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này của mình là con Realme. Ở Realme 5 Pro các bạn nhé. Realme 5 Pro này của nhà mình thì là gì nhỉ? Màn hình của nó thì là 6.3 inch Full HD cộng. Pin của nó thì là pin 4000, chip Snapdragon là 712, RAM sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Nói chung là bạn nào loanh quanh tài chính hơn 1 triệu đồng thì các bạn mua này quá ngon các bạn nhá. Mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn mua về học sinh về làm một máy phụ máy lướt nghe gọi cực kỳ ok. Được cái bộ nhớ trong con này của mình là sẽ là 128GB thì các bạn lưu trữ thì sợ không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ các bạn nhá. Đấy. Ngoại hình thì máy cũng còn khá là đẹp luôn các bạn nhá. Giá thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá bao nhiêu nhỉ? 1 triệu này. 1 triệu bao nhiêu nhỉ? 700k các bạn nhé. Đấy. Realme 5 Pro các bạn nhé. Một củ vải cho các bạn nhé. Đấy, có cả vân tay các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm này là sản phẩm có như là Oppo A57 các bạn nhé. Oppo A57 của nhà mình phân khúc có như là hơn 2 triệu đồng cũng cực kỳ đáng mua bạn nhé. Máy thì ngoại hình con này của mình còn đẹp này. Màn hình to đẹp, màn hình của nó thì là 6.56 inch HD cộng các bạn nhé. RAM con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM bao nhiêu là RAM 4 này. Pin 5000 này, hỗ trợ 2 SIM máy sóng này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Đấy. Giá thì cái con Oppo A57 này sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2.500.000 cho bạn nhá. Hai củ năm bạn nhá. Đấy, Oppo A57 sẽ là 2.500.000 cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cái con này là của mình là con Vivo Y72 5G các bạn nhá. Vivo Y72 5G thì cấu hình rất là ngon các bạn nhé. Con này của mình có chip 5G, sóng 5G đời mới, pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. RAM sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Chip The Mecity là 700. Đấy, pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng các bạn nhé. Ngoại hình của con này của mình thì mặt lưng của nó thì là hơi dính cái kiểu cái mụn ốp theo thời gian các bạn nhé. Kiểu người ta dùng ốp ấy, khách hàng trước khách dùng ốp nên đâm là không dán ni lông ấy. Nó chỉ mặt lưng của nó chỉ là hơi dính theo thời gian thôi. Thì là cái con này của mình sẽ đang bán là 2.800.000. Thì ở trong phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm giá cho bạn với giá coi như là thêm 100k nữa. Tri ân khách hàng con này là 100k các bạn nhé. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2.700.000 cho bạn nhé. Đấy. 2.700.000 một con Vivo Y72 5G được bạn nhá. Quá là ngon luôn. Đấy, các bạn mua này về dùng được thật bạn. Nếu mà các bạn mua con này về các bạn dùng được tầm 3-4 lắc nữa thoải mái. Nếu các bạn mà không làm rơi vỡ gì, cam kết cho bạn coi như là dùng 3-4 lắc nữa thoải mái các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là Vivo Y15A các bạn nhé. Vivo Y15A này thì bên em đã bán với giá mua như là 1.800.000 này. Thì hôm nay bên em sẽ giảm giá sẽ là còn 1.700.000 các bạn nhé. Vivo Y15A này thì mình sẽ xem về cấu hình chi tiết các bạn nhé. Con này của mình là phiên bản sẽ là RAM 4 này. Đấy. RAM 4 các bạn nhé. RAM 4 này, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó thì 6.5 inch. Pin thì pin 5000. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì quá là ngon các bạn nhá. Ngoại hình cũng còn rất là ok luôn, trên 90% các bạn nhé. Đấy ạ, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 1.700.000 cho bạn nhé. Đấy, con này thì bên em sẽ giảm giá cho bạn coi như là 1.700.000. Đấy. Đang bán 1.800.000, chi ân cho bạn coi như là 1.700.000 các bạn nhá. Giảm 100.000 các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của mình ngày hôm nay thì bên em lại về được con này của mình là con Redmi 10 các bạn nhá. Redmi 10
thì là con này của mình là pin 5000, màn hình của nó thì là 6,5 inch các bạn nhé. Đấy, hỗ trợ hai sim máy sóng. Phiên bản sẽ là bù nhớ trong sẽ là 128GB. RAM sẽ là RAM 4 cộng 2GB các bạn nhé. Bên em đang bán với giá 1,8 triệu, thì hôm nay bên em sẽ giảm 100.000 nữa, sẽ là 1.700.000 cho bạn nhé. Đấy, 1.700.000. Một con máy quá là ngon luôn các bạn nhé. Đấy. Redmi 10 các bạn nhé. Redmi 10 1.700.000 cho bạn nhé. Đang bán 1.800.000, giảm luôn 1.700.000 cho bạn nhé. Đấy. Từ giờ đến Tết thì bên em sẽ còn chiên nữa, nên là các bạn yên tâm đặt hàng các bạn nhé. Nhưng bên em cũng chỉ like để tầm coi như là mười mấy thì bên em sẽ nghỉ các bạn nhé. Bên em sẽ không like kịch Tết các bạn nhé. Con này đang hết pin rồi. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về được cái con này của mình là cái con gì nhỉ? Con Redmi Note 11 các bạn nhé. Đấy, Redmi Note 11. Thì cái con này của mình thì là phiên bản sẽ là phiên bản 4G này. Phiên bản 4G các bạn nhé. Redmi Note 11 phiên bản 4G này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB này. RAM sẽ là RAM 6 này, màn hình của nó thì màn hình AMOLED 6.4 này. Độ phân giải của nó thì là Full HD cộng các bạn nhé. Cấu hình con này mình chip Snapdragon là 680 này. Đấy, chip Snapdragon là 680, quá là ngon luôn các bạn nhé. Đấy, pin 5000, hỗ trợ hai sim máy sóng, ngoại hình thì máy cũng còn là trên 90% bạn nhé. Hỗ trợ cổng sạc tai si này và jack tai nghe 3.5 này. Đấy, giá cái con này của mình sẽ là đang là 2.800.000, thì hôm nay bên em sẽ giảm 100k cho bạn nhé. Sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2.700.000 cho bạn. Quá ngon luôn, một con Redmi Note 11 4G này, 2 củ 7 các bạn mua những con này về dùng yên tâm luôn. Dùng coi như là 3-4 năm nữa thoải mái các bạn nhé. Các bạn phải quay lại bên em để đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này là sản phẩm như là Realme 11 Pro 5G các bạn nhé. Một mẫu máy bên em bán cực kỳ là chạy luôn. Cái lô này thì bên em về được gần 20 cây, bên em đã bán sạch xanh rồi. Còn duy nhất có như là một cây coi như là Realme 11 Pro 5G này. Đấy, bên em sẽ khui hộp ra. Máy mới này bên em sẽ bảo hành các bạn coi như là 1 năm này và lỗi đổi một trong vòng 1 tháng đầu tiên, nên bạn yên tâm bạn nhé. Con này của mình máy mới sẽ tặng đầy đủ phụ kiện bạn nhá. Đấy, ốp này, máy này. Đây sạc này, ổ sạc rất to này, que chọc sim các kiểu đầy đủ hết các bạn nhé. Cái con Realme 11 Pro 5G này của nhà mình thì là một mẫu máy coi như là chính hãng này, mẫu một mẫu máy xách tay nhỉ, chính hãng 100%, nên là bạn yên tâm bạn nhé. Cái về cái thiết kế con này của mình thì mình đánh giá thiết kế cực kỳ là cao. Thiết kế của nó thì là mặt lưng của nó thì mặt lưng da nhé, mặt lưng da chống vân tay chống bẩn cực kỳ ok. Camera của nó thì là ống kính lên tới tận là 100x, chụp ảnh thì siêu nét các bạn nhé. Và trang bị màn hình con này của mình thì một mẫu máy màn hình cong này, màn hình cong đẹp đấy, tràn viền đẹp. Camera của nó thì là đục lỗ âm màn hình chống bẩn cực kỳ ok. Thì mình sẽ test qua phần camera các bạn nhé. Camera quá nét luôn, siêu đẹp luôn các bạn nhé. Đây, camera siêu đẹp luôn cho bạn nhé. Màn hình to đẹp. Cái con này của nhà mình thì là trang bị của nó thì là có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhé. Một mẫu máy coi như là màn hình của nó thì màn hình AMOLED 6,7 inch. Độ phân tần số quét màn hình con này của mình thì lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Quá ngon luôn. Bạn nào mà mua con này về dùng nói chung là 3-4 năm nữa thoải mái luôn. Các bạn mới phải quay lại bên em để đổi máy các bạn nhé. Con này của mình là phiên bản là bộ nhớ trong sẽ là 256GB này, chạy con chip Dimensity là 7050, 5G nhân 8 nhân, pin 5000, hỗ trợ hai sim máy sóng, RAM sẽ là RAM 8 và cộng được thêm 8GB RAM hỗ trợ bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Redmi Note 11 Redmi 11 Pro 5G này thì bên em đang bán ra cho bạn với giá coi như là bao nhiêu nhỉ? 4.800.000 các bạn nhé. Đấy, 4.800.000 các bạn mua này là thật các bạn, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bình thường những cái máy mà chính hãng bây con này ấy, là đang là 11 triệu đồng này, mà bên em có bán coi như là 4.800.000 thôi. Nói chung là quá hợp lý cho bạn nhé. Đấy, 4.800.000 sản phẩm của Realme 11 Pro 5G các bạn nhé. Đấy, quá là ngon luôn. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay, à thôi để mình mai mình sẽ live lốt đi. Tạm thời thì bên em hôm nay thì là không được, sức khỏe không được tốt cho lắm. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là mình cũng chúc các bạn có như là đang xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào clip lần sau bạn nhé. Hẹn gặp lại clip lần sau bạn nhé. Bye bye.